đâu ăn thua gì. thì đó tại em mới làm nó về đựng ký tôi thấy cũng mừng bữa bị hai con gắn lên luôn. Không công nhận thấy trời của anh chỗ này ok, nhưng mà có cái là ở bên ngoài người ta có vô được không anh? Tại vô người ta phá của mình không? Không khu em không ai phá quá lâu lâu rồi đi ngang thấy người ta vừa tham quan thôi chứ khu đó không ai phá vậy ta Tại thấy cái khu này giống như đường này đường chung quá anh ha, giống như người ta cái có đường thể đó đi đường qua đi trơn lại khu này, nhưng mà nói chung là nhà dân địa phương không anh? nhà nó phương mà ít ít đi lắm kiếm một một ngày vậy lắm hai ba người đi cắt cỏ à Thì nói chung ra mình chỉ sợ người ta phá thôi, chứ người ta cố tình phá thì người ta phá thôi, chứ người ta đi ngang người ta đâu phá làm gì ha. dạ đi ngang mà thấy là lạ đứng mà ta coi thôi chứ ai đâu vô lấy cây đập gì đâu Tại vì cái này á, anh chỉ sợ cái vấn đề là nhiều khi người ta lấy ná, người ta bắn vô cái chòi mình á, nó hết hồn nó đi phải không? Nhiều khi cho buộc dạ với chầu ăn thôi đó anh Kha. dạ dạ Nhưng mà thì chắc nói không chung sao khu em đâu. chắc không không có dạ Tiện Kha cứ triển khai làm theo ý em chỉ coi, khi mà anh chỉnh anh biết cái bài nào nó theo rồi á, thì trong cái lo của mình á, nó có cái nút lặp đi lặp dạ lại là cái chữ chữ C, anh bấm vô là anh kêu lại C bài đó. Là mình cứ phải treo không dạ treo dạ là vậy là anh nhớ tới treo bên ngoài cái chòi nha, đừng bỏ vô chòi nha anh. dạ. Anh bỏ vô chòi là âm thanh nó bị cản lại, nó không hiệu quả. Em treo cái thứ cái trụ điện bằng cây ngã đó em treo em quay cái hướng mặt ra ngoài em treo phía ngoài cây trụ điện á hai cây thang á em đưa ra ngoài chứ Bữa anh đặt hàng em rồi, nói chung ra nếu mà anh mua thì anh chỉ cần cho địa chỉ em gửi tới cho anh rồi bưu điện nó giao lấy tiền giùm em cũng được, mà thấy anh nhiệt tình anh chuyển khoản trước cũng cảm ơn anh. tại em đi làm mà không có nhà chiều mới về Dạ thì nói chung cũng cảm ơn anh đặt lòng tin nữa em. dạ thì để em sử dụng có gì em báo cái hiệu quả Khi cho nào được thì có có gì gì hả quay clip cảm ơn em là quá tuyệt vời luôn. dạ Rồi dạ vậy rồi nha anh nha cha. Dạ.